Những ngày gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện tình trạng người tham gia giao thông than phiền về việc xe không đi qua làn ETC nhưng vẫn bị trừ tiền. Thậm chí có những trường hợp xe đang để dưới hầm chung cư, chủ xe vẫn nhận được tin nhắn trừ tiền. Vậy vì sao lại xảy ra câu chuyện này và VETC lý giải như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Đây là một số trường hợp không lưu thông xe ô tô qua làn ETC vẫn bị trừ tiền và lên mạng than phiền. Và thời gian qua, cũng có rất nhiều bài báo phản ánh về tình trạng nêu trên. Liên quan tới câu chuyện này, công ty VETC cho biết nguyên nhân chủ yếu là do chủ phương tiện sử dụng biển số giả để lưu thông qua làn ETC. Bởi lẽ, hiện dịch vụ thu phí tự động không dừng, phương thức trừ tiền được nhận diện qua biển kiểm soát và trừ tiền trực tiếp qua thẻ dán e-tech của công ty VETC hoặc thẻ e-pass của công ty cổ phần giao thông số Việt Nam. Khi mà xảy ra tình huống như thế thì VEC khuyến cáo với đơn vị các đơn vị vận hành là VEC hoặc là các đơn vị BOT vận hành thì chúng ta cần kiểm tra kỹ, tức là cái xe khi mà dán thẻ VEC đều có chụp ảnh của xe dán thẻ. Đấy, thì cái hình ảnh của xe dán thẻ và xe lưu thông qua dạng nó có tương đồng với nhau hay không thì chúng ta kỹ thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái xe đấy xe biển số giả. Cũng theo ông Vinh, giải pháp khắc phục sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, VETC sẽ yêu cầu nhân viên xác minh lại thông tin và báo cáo cơ quan chức năng để áp dụng hình thức xử phạt theo quy định. Còn về lâu dài, khi triển khai giai đoạn 2 của dự án, thì mới có thể khắc phục được triệt để tình trạng nêu trên. Bởi lẽ, khi đó hoạt động nhận diện trừ tiền của khách hàng sẽ được thực hiện qua thẻ ETC, chứ không phải biển kiểm soát như hiện nay. Về tình huống lâu dài, chúng ta sẽ ngăn chặn tất cả những xe cố gắng đọc bằng thẻ y tá. Chúng ta không xử lý bằng tình huống là đọc biển số nữa. Thực ra thì nếu mà chúng ta chuyển sang giai đoạn 2 thì chúng ta không bao giờ chấp nhận cái đọc bằng biển số rồi. Mà Bộ Giao thông Vận tải bây giờ đang tính từ chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta có 4 giai đoạn thì đang gần cuối giai đoạn 1 rồi. Tính đến hiện tại, số lượng phương tiện dán thẻ ETC đạt 3,3 triệu xe, tương đương 73% số ô tô lưu hành trên cả nước. Lượng xe dán thẻ ETC vẫn gia tăng khoảng 10.000 xe một ngày.